Người mẹ này dắt theo đứa con gái 6 tuổi lên máy bay, nhưng sau khi cô ta thức dậy, lại không thấy con gái đâu. Cô và các nhân viên trên máy bay tìm kiếm khắp máy bay nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu cả. Các hành khách còn lại trên máy bay đều nói chưa từng nhìn thấy cô bé. Trong túi của cô cũng chỉ có thẻ lên máy bay của mỗi mình cô thôi. Cô nghi ngờ con gái mình đã bị bắt cóc, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng người mẹ này có chút vấn đề về thần kinh. Con gái chỉ là do cô ta tưởng tượng ra mà thôi. Vì dưới sự tìm hiểu của nhân viên tổ bay, người phụ nữ này nói mình tên là Kai. Chồng cô một tuần trước bị ngã lầu tử vong. Vì để rời khỏi nơi đau thương đó, cô từ bỏ công việc là một kỹ sư hàng không, đưa con gái trở về quê. Từ sau khi chồng cô qua đời, thần kinh của cô đã xuất hiện vấn đề, thường xuyên nhìn thấy chồng trong ảo giác. Để ngăn chặn trạng thái này, cô bắt đầu dùng thuốc chống lo âu. Chính vào cái đêm trước khi cô đi một ngày, Kai phát hiện tòa nhà đối diện có người đang lén nhìn vào phòng con gái. Cô sợ hãi kéo rèm lại. Hôm sau Kai và con gái đến sân bay sớm, nhưng trước khi lên máy bay, con gái lại biến mất. Cô hoảng loạn tìm kiếm, may mà tìm thấy được con gái bên cạnh một kệ thức ăn. Con gái chỉ là vì đói bụng, vì vậy mới tới đây. Nhưng Kai lại vô cùng tức giận, thậm chí còn có chút điên rồ. Rốt cuộc thì bây giờ chỉ còn lại có mình cô và con gái nương tựa nhau mà sống. Sau khi tìm thấy con gái, họ đợi để lên máy bay. Cabin được chia làm tầng trên và tầng dưới, chỗ ngồi của cô và con gái ở một góc ở tầng trên. Lúc này chưa có hành khách nào lên máy bay. Mẹ con hai người nhìn ra cửa sổ, quan tài đựng thi thể của người chồng cũng đã được đưa lên máy bay. Cô bé sẽ không bao giờ được nhìn thấy cha nữa, liền vẽ một hình trái tim lên cửa sổ. Không có nhiều hành khách trên chuyến bay này. Sau khi máy bay cất cánh, sau lưng của Kai và con gái vẫn còn vài hàng ghế trống để ngủ được thoải mái. Mẹ con hai người mỗi người một hàng. Nhưng sau khi cô ta thức dậy, lại không thấy con gái nữa. Lúc đầu cô không để ý, nhưng tìm một vòng cũng không thấy con gái đâu. Sau khi cô quay lại chỗ ngồi của con gái, thì nhìn thấy con gấu bông của cô bé. Lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, vì con gái cho dù là đi đâu cũng đều mang theo con gấu. Cô bắt đầu hỏi tiếp viên và các hành khách xung quanh, nhưng kết quả nhận được đều là chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé 6 tuổi nào ở đây cả. Một cô tiếp viên mắt to giúp Kai dùng phát thanh để tìm kiếm, nhưng không ai quá quan tâm, bởi vì máy bay là một không gian hạn chế. Nếu đứa trẻ bị lạc thì nhất định sẽ tìm ra. Kai không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cô lại tìm đến cô tiếp viên mắt to. Cô tiếp viên vừa mới liên hệ với người ở cổng lên máy bay, nhận được phản hồi là căn bản không có bất kỳ ghi chép nào ghi lại việc con gái cô có lên máy bay. Đồng thời trong danh sách hành khách trên máy bay cũng không có tên của cô bé. Điều này chính là nói con gái mà Kai nói không hề ngồi trên chiếc máy bay này. Kai để chứng minh việc mình và con gái cùng nhau lên máy bay, đã thò tay lục túi quần, nhưng hai chiếc vé ban đầu có trong túi bây giờ chỉ còn lại tấm vé của cô. Cô vội vàng quay lại chỗ ngoài lục tìm hành lý, nhưng điều khó tin hơn lại xảy ra với cô. Hành lý của con gái không thấy đâu nữa. Kệ để hành lý rất cao, con gái không thể tự mình lấy xuống được. Kai nghĩ đến con gái của cô có khả năng đã bị bắt cóc. Người phụ nữ này chạy như điên tới buồng lái máy bay, sau đó điên cuồng gõ cửa phòng cơ trưởng. Nhưng sau đó cô bị chế ngự bởi cảnh sát không quân. Con gái cô đang sống sờ sờ lại mất tích trên máy bay, đã khiến cô có chút mất kiểm soát. Cảnh sát không quân giúp cô gọi cơ trưởng ra. Sau khi cơ trưởng cùng với các tiếp viên nói chuyện với Kai, hỏi Kai có uống rượu khi lên máy bay không, hoặc là có uống loại thuốc về thần kinh nào trước khi lên máy bay không. Kết quả nhận được là thực sự trước khi lên máy bay Kai có uống thuốc. Lúc này cơ trưởng đã hiểu con gái trong lời nói của Kai rất có thể là do cô ta bị ảo giác mà ra. Nhưng dưới sự kiên quyết của Kai, anh ta vẫn ra lệnh cho các nhân viên phi hành đoàn tiến hành tìm kiếm. Các hành khách trên máy bay được thông báo quay về chỗ ngồi. Họ lục tìm tất cả các ngăn tủ, cô tiếp viên mắt to thậm chí còn vào khoang thiết bị điện tử, nhưng vẫn không có ai nhìn thấy con gái. Lúc này trên máy bay chỉ còn lại mỗi khoang hàng hóa là chưa được tìm, vì nó liên quan tới quyền riêng tư của khách hàng. Đồng thời nút bấm ở đó rất cao, một cô bé không thể nào đi vào đó được. Lần này, cho dù Kai có kiên quyết thế nào, cơ trưởng cũng không thể vì một người có thể có vấn đề về thần kinh mà phá vỡ quy tắc, đồng thời đắc tội với các hành khách khác. Chính vào lúc hai người đang tranh luận, Kai đột nhiên nhớ tới hai hành khách trên máy bay, rất giống với hai người mà hôm trước đã lén nhìn vào phòng con gái cô. Vì vậy cô xông tới hai người đó một cách điên cuồng. Ngay cả khi hai người đó lấy ra hóa đơn khách sạn của họ, Kai vẫn không tin và phát sinh xung đột với họ. Cảnh sát không quân kéo cô qua một bên, đợi sau khi cô bình tĩnh một chút mới hỏi cô, nếu họ là kẻ bắt cóc tại sao tối hôm qua không hành động, mà trái lại hành động trên chiếc máy bay không có lối thoát này. Kai nghĩ tới việc hai người rất có khả năng là muốn cướp máy bay. Cô là một kỹ sư hàng không, rất hiểu biết về máy bay, vì vậy bọn bắt cóc đã chọn cô, bắt cóc con gái cô để làm con tin. Chính lúc hai người đang tranh luận, đài phát thanh đưa ra lệnh ngừng tìm kiếm của cơ trưởng. Kai vội vàng tìm tới cơ trưởng, nhưng cô lại nhận được tin con gái mình đã chết. Nhưng mà hoàn toàn không phải là chết trên máy bay. Cô tiếp viên mắt to vừa mới liên lạc với mặt đất, nhận được một bảng fax từ nhà tang lễ. Một tuần trước, chồng và con gái cô cùng ngã xuống lầu tử vong. Nghe được điều này, Kai dường như sụp đổ. Cô bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi trên máy bay. Người đàn ông mà lúc trước xung đột với cô đã đẩy cô ngã xuống. Đợi sau khi Kai tỉnh dậy, cô đã bị còng tay và ngồi vào chỗ của mình. Bác sĩ tâm lý ngồi phía sau cô. Dưới sự hướng dẫn của cô ta, Kai dần dần chấp nhận được sự thật rằng thần kinh của mình có vấn đề. Nhưng khi cô vô tình nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy hình trái tim mà lúc trước con gái đã vẽ, cô dùng ngón tay vẽ một đường thẳng đứng bên cạnh, kích thước khác nhau, hoàn toàn là khoảng cách giữa người lớn và trẻ em. Cô biết con gái cô là thực sự tồn tại, nhất định có một âm mưu đằng sau chuyện này. Nhưng lần này Kai không nói ra, vì có nói ra chưa chắc đã có người tin. Cô nói với bác sĩ tâm lý, cô muốn đi vệ sinh, muốn yên tĩnh một mình.
Cảnh sát không quân đưa cô đến nhà vệ sinh, cởi còng tay cho cô. Cô ta vừa vào nhà vệ sinh trên máy bay, liền cởi áo khoác ra, dùng áo bao bàn tay lại, mở trần nhà ra, sau đó leo lên, mở thùng phối điện, cắt đứt đường dây, khiến máy bay mất áp suất, cabin bị mất điện chìm vào bóng tối. Cô là kỹ sư máy bay, vì vậy đối với máy bay rất rành. Chính lúc cabin đang hỗn loạn, Kai lén đi tới khoang hàng hóa mà lúc trước vẫn chưa vô tìm. Ở đây cũng không thấy con gái cô, chỉ có một chiếc quan tài. Cô nhập mật mã mà chỉ mình cô biết, mở quan tài ra, bên trong chỉ có thi thể của chồng, không có thi thể của con gái cô. Vì vậy, con gái cô nhất định là còn sống. Trên chiếc máy bay này, nhất định có một âm mưu lớn vào lúc này. Cảnh sát không quân chạy tới, vì Kai gây ra sự náo loạn, máy bay phải tìm một nơi để hạ cánh trước. Anh ta đưa Kai ra khỏi khoang hàng hóa, nhưng lại quên đóng quan tài lại. Lúc cảnh sát không quân áp giải Kai đi qua khoang hành khách, mọi người đều ngắn ngẩm nhìn đồ thần kinh. Vỗ tay cho anh cảnh sát, Kai cầu xin anh cảnh sát giúp cô. Con gái cô đang ở trên chiếc máy bay này. Cuối cùng, anh cảnh sát mềm lòng. Anh ta kêu cô tiếp viên mắt to lại trông chừng Kai, và anh ta giúp Kai đi tìm cơ trưởng. Nhưng mà, anh cảnh sát lại không hề đi tìm cơ trưởng, mà quay lại khoang hàng hóa một lần nữa, đến bên cạnh chiếc quan tài vẫn chưa đóng lại, từ ngăn kế bên lấy ra một quả bom và kíp nổ. Sau đó thông qua đường ống đi vào khoang thiết bị điện tử. Con gái của Kai đang ở đây. Anh ta lắp đặt quả bom lên người cô bé. Sau đó, anh ta tìm đến cơ trưởng, nói Kai thực ra là không tặc, vì cổ quan tài không cần đi qua máy quét. Vì vậy cô ta đã giết chồng, đồng thời giấu bom trong chiếc quan tài. Đồng thời Kai còn có một đồng phạm, kíp nổ chính là ở trong tay người đó. Anh cảnh sát yêu cầu cơ trưởng đáp ứng số tiền 50 triệu mà Kai yêu cầu hãng hàng không chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định, vì cô ta bây giờ không chấp nhận đàm phán với bất cứ ai ngoại trừ anh cảnh sát. Trên đường anh cảnh sát trở về khoang hành khách, cô tiếp viên mắt to chặn anh lại. Cô bé là do cô ta dùng xe vận chuyển thức ăn đưa đi, vì vậy không tặc thật sự chính là hai người họ. Người ở nhà tang lễ cùng là đồng bọn của họ, chồng của Kai cũng là bị họ ám hại. Họ cần phải thông qua quan tài để chuyển bom lên mạch. Bây giờ mọi tội lỗi họ đều đổ lên người của Kai. Sau khi máy bay hạ cánh, Kai sẽ bị bắn chết, máy bay sẽ bị kích nổ, cô bé sẽ biến thành tro bụi, chết không đối chứng. Nhưng Kai lúc này vẫn chưa biết gì cả. Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách xuống máy bay, tiếp đến là tổ bay. Kai gọi cơ trưởng lại, cô muốn xác nhận rằng xe đẩy thức ăn và thùng rác không bị đưa xuống máy bay, bởi vì cô vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm con gái. Nhưng cơ trưởng lại ngắn ngẩm nói với cô, tiền đã chuyển đi rồi, không cần diễn kịch nữa. Anh cảnh sát thấy sắp bị lộ tẩy, chuẩn bị xuống máy bay trước. Kai lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng con gái cô vẫn còn nằm trong tay anh cảnh sát. Cô không thể lột trần anh ta, chỉ có thể uy hiếp anh ta ở lại. Đợi sau khi tất cả mọi người xuống máy bay hết, cô nhân lúc anh ta không đề phòng, đánh lén anh ta, đồng thời từ trên người anh ta tìm được kíp nổ, chạy đến buồng lái. Anh cảnh sát cầm súng đuổi theo, chặn cửa. Cô đã biết được toàn bộ âm mưu. Thông qua đường ống, Kai cuối cùng đã tìm được con gái. Anh cảnh sát cũng đã đuổi theo tới nơi, nhưng Kai đã dùng sự hiểu biết về máy bay, dắt con gái trốn vào một đường ống khác, sau đó ấn kíp nổ. Anh cảnh sát bị nổ tung trong vụ nổ. Trong làn khói, một hình dáng ôm theo đứa nhỏ xuất hiện, sự thật được phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Cơ trưởng xin lỗi cô, tất cả những lời chỉ trích, nghi ngờ và kỳ thị đều tan thành mây khói. Những hành khách đều nhìn người mẹ vĩ đại này với vẻ tội lỗi. Đa số bọn họ đều dễ dàng tin tưởng vào cái gọi là thẩm quyền, nhưng người mẹ này lại trở thành một hòn đảo đơn độc. Đa số hành khách trên máy bay đều ngán ngẩm cô khinh khi lúc cô bị bắt và vỗ tay hoan hô. Đến cuối cùng họ lại tán dương cô.